Các bạn hãy để chế độ 1,25 để nghe hay hơn nhé. Bắt đầu làm tỷ phú nhờ trồng hành. Tập 3. Wow. Lật ưu thực phụ. Sơn trồng quá có mùa dành là lật ưu thực phụ. Alo, xin chào. Xin chào. Tôi đã tới lật ưu thực phụ rồi, ở ngoài cửa. Được rồi, cậu vào trong nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ tới nghỉ. Tiêu Địa Căng, cô ngồi đây làm cái gì? Ở bò điếng sao lại là ông? Tiêu Địa Căng, đây là lạc ưu thực phủ, một nơi cao cấp như thế này, đâu phải là cậu ti tiến vào được chứ? Một cút ra đi. Dư nhì cậu, ông nói gì thế? Trong đồng phục của ông hóa ra là làm tập dịch ở lạc ưu thực phủ à? Cậu hiểu cái gì? Tôi là chủ quán bóp đây nha, mặc dù là thế này không phải rất bình thường hay sao? Dư nhì, cậu thấy tôi, thấy ông mắc đầy kịch bán cua. Cua thì kém mà lại khi thế thì lớn quá rồi. Đừng có nói ông chỉ là tập dịch ở nhà, cho dù ông là chủ quản thì cũng dám đuổi khách. Khách hàng, cậu ý hả? Không tự soi gương mình xem, cái chân bùn đó của cậu lại có tiêu tiền được ở đây đây không? Tôi nói cho cậu biết, ở đây một bữa cơm ít nhất cũng phải là 300 đến 500, thậm chí là hàng ngàn. Cậu nghĩ cậu có khả năng đó hay không? Thôi cậu đi đi, nếu không tôi gọi bảo vệ đấy. Một đêm một tên Chu Hữu Tài vừa đi lại thêm một tên Dư Nhị cậu. Chỉ cần liên quan tới Chu Bác Bì thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Thì rồi Dư Nhị cậu à, đừng có động vào tôi không rảnh để ý tới cậu, cút xa ra cho tôi. Tiêu Đề Cắn, nếu như cậu không nghe lời tôi đành phải đích thân đuổi cậu ra ngoài. Dư Nhị cậu, ông muốn chết? Ây da, báo tì ra sắp gãy rồi. Dư Nhị cậu, tôi nói cho ông biết, tôi ngồi ở đây để đợi bà chủ của ông, nên đừng có lộn phiền tôi. Thì ra là tôi được gặp An Tử Hiển. Tôi nói cho cậu biết, đừng có mà đâu có ý đồ gì đó với nữ nhân của tôi. Hả? Nhưng gì cậu, ông nói gì vậy? Ông đã nói cái gì vậy? Cô chủ, tôi cái gì? Chỗ nào cũng thấy càng nhân à. Nếu như hôm nay nghiệm thu vệ sinh không hợp quy định thì tôi sẽ thu cái căn nhà đứng tên ở lật ô thực phú của ông. Lập tức thì con gói cút đi cho tôi, nghe thấy chưa? Vâng, xin lỗi cô chủ, tôi biết sai rồi, tôi xin cô ấy tha cho tôi. Biết sai rồi còn không mau cút làm việc đi. Đúng là kỳ tài mỹ nữ mà, đẹp tựa như tiên, có điều lãnh lùng như băng. Ây già, không giờ tiếp xúc rồi. Anh là Tiêu Đề Càng mà Trương Tổng giới thiệu. Đúng thế. Xin lỗi nha, để anh chứ cười rồi. Và căn phòng tôi nói chuyện. Trương Tổng quá khen ngợi món hành của anh như thần, làm cho tôi cũng rất hiếu kỳ. Hay là dùng hành của tôi làm thử cho cô thử trước hả? Thử xong thì chúng ta nói chuyện. Cũng được. Đem cái này xuống bóp, bảo bọn họ dùng hành làm một món ăn tới đây, đưa tới văn phòng của tôi. Vâng. Đi thôi, tới văn phòng của tôi đợi một chút. Ai là chủ? Mau ra đi. Các ngươi là tìm điên à? Ăn bữa cơm mà chết người. Sao gì? Kỳ quặc, chỗ má tụi bay. Tôi là người phụ trách của tiệm. Các vị gặp phải chuyện gì à? Tìm mù à? Không thấy người đem của tạo sắp không sống rồi. Hả? Cái gì mà hả? Màu cơ bỏ chủ của mày cút ra đây nói chuyện. Không thì ông này sẽ phá nát cái quán của chúng mày. Dừng tay, tôi chính là bà chủ ở chỗ này. Mày là bà chủ à? Anh em của tao ăn ở nhà hàng của tụi bay mà thành như vậy rồi, tụi bay cũng không chịu bồi thường. Sao lại như thế này? Biết bọn ta sao tao biết? Chắc là do đồ ăn của tụi mày có độc thôi. Canh là canh. Đúng, vừa rồi uống một ngụm canh bá vườn. Biết cơ cái gì đó của tụi bay, không lâu sau thì nó liền bị thế này. Vậy các anh mau đến bệnh viện cấp cứu đi. Bây giờ đi bệnh viện đã quá muộn rồi. Mau cứu tôi. Tôi đau quá, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Tôi muốn cô xuống dưới làm vợ của tôi.
Anh em của tao chết rồi. Tụi bay không lo liệu cho đàng hoàng, tao sẽ đập nát cái quán của tụi bay. Anh em đáng thương của tôi, ôi chết ôm ổn quá. Ôi mới có 30 tuổi, chưa kịp gì hết, đã chết rồi. Cha mẹ trong nhà phải làm sao đi? Cái gì? Ăn cơm sao có thể độc chết người được chưa? Mình phải kiểm tra ra mới được. Người này không có biểu hiện gì trúng độc, nhưng mà chắc chắn đã chết. Thế lấy kỳ lạ nha. Vậy các anh muốn thế nào? 500 vạn. Cô chỉ còn đưa 500 vạn thì bọn tôi sẽ mang niềm của tôi đấu mở đây rơi khỏi đây. 500 vạn? Sao anh có thể tham lam như vậy hả? Vậy không chịu cho gì? Tao phải lập tức đập nát cái quán này. Các anh lại dám? Con biết đến pháp luật gì không hả? Rồi thì đến con gái không phải là chuyện một thằng đàn ông nên làm. Mẹ mày không vậy à? Ây da, thằng nhóc này. Mày lại. Tôi lại không quan trọng. Anh không phải là muốn cứu người em của mình hay sao? Tôi có cách cứu anh ta. Cứu? Mày cho rằng mày là hóa đại tí thí không? Thằng nhóc này, mày đừng có quản gì bầu đầu. Anh em của tao đã chết rồi, mày cứu không được đâu. Sao vậy? Các anh không muốn đi bác sĩ, cũng không muốn để tôi cứu sao? Vậy rất là không bình thường đấy. Hòa ra mày cũng một dụng với con kia. Được, để tao để cho mày cứu. Tao muốn xem mày cứu thế nào. Cái thứ là triệu tử ăn là thuốc già chết. Ông chủ lý đùa. Thằng phí vật như mày sao có thể làm cho nó tỉnh lại được chứ? Mấy người này thật là chuyên nghiệp mà. Vậy mà dùng cả tức hoàng. Xem ra là muốn lừa gạt bà chủ ăn đi mà. Người ăn phải tức hoàng thì lâm vào trạng thái chết già. Cái lỗi này có thể lừa được người bình thường. Đáng tiếc là gặp phải thì tôi rồi. Cuộc cái đi chơi rồi. Ôi trời, người này vậy mà lấy. Phải trúng phải kỳ độc hiếm thấy. Con nghĩ cái thằng nhóc này cái gì gơ gớm lắm. Hóa ra cũng chỉ là một thằng ngốc. Vậy mày có làm được không? Không làm được thì lăn. Thì anh ta đã trúng độc, nhưng mà chưa chết hẳn. Chỉ còn kịp thời anh ta vẫn cứu được. Bà chú An à, phiền cô lại đây giúp tôi một chút. À điện thoại để tôi đi chuẩn bị. Vậy tôi bắt đầu chữa trị đây. Thuộc dài chết còn chủ lý được. Rất là linh nghiệm. Thằng nhóc thối này có thể giải được gì không đây? Tôi phải kích thích huyệt đạo của anh ta trước. Cái gì một chút phản ứng cũng không có. Xem ra cái viên biết tức hoàng này chất lượng rất tốt, liền cảm giác thần kinh cũng bị mất luôn. Vậy mình phải tăng lực lên rồi. Mày muốn làm gì? Vậy thì ui, này dừng tay lại. Quéo siêu toàn lục sĩ của quéo. Ây da, vẫn không có phản ứng ư? Thuốc ông Lý cho tốt rồi đấy. À đây càng thuốc đã nấu xong rồi. Cảm ơn bà chủ An nha. Không có gì. Đây là cành nấu từ cái loại ớt kỳ nhất ở trong thị trường. Cho mày phê tới tận ốc luôn. Để tôi giúp anh đẩy nhanh tốc độ tiến hóa nha. Đi rồi. Bà chủ An, chúng ta đi nghỉ ngơi trước đi. Thằng nhóc, mày làm cái gì vậy? Rốt cuộc là mày có cứu hay không? Anh ta sắp tỉnh rồi. Hả? Mày bớt lừa tao đi. Rõ ràng. Cái gì? Ui thúi quá đi. Anh ta tỉnh lại được rồi. Đâu chết tôi rồi. Tổng thành mày đưa ta ăn cái thứ thuốc giả chết gì vậy? Lỗi của ông này đang bốc cháy, giống như là ăn mấy cái ớt gì. Ây da, người của tôi đau quá, bụng của tôi cũng đau quá. Ui không được rồi. Hả? Sao nó lại ngất nữa rồi? Thằng nhóc à, mày làm cái gì rồi? Không cần nói nữa. Mấy cái trò lừa bự của mấy người chuyên nghiệp đấy, đến biết đến tức hoàng cũng dám dùng. Đáng tiếc là biết tức hoàng thì có được nhược điểm, chính là nhiệt độ cơ thể người già chết không được quá cao. Nếu không sẽ thoát khỏi cái trạng thái già chết. Mọi người một khi thoát khỏi trạng thái già chết thì những cảm giác trước đó gặp đều sẽ trở lại. Vừa rồi bác cảnh ớt cực kỳ cay đã làm tăng nhiệt độ cơ thể của hắn. Lại thêm một lúc kích thích cảm giác đầu đớn của anh ta, thì tác dụng của thuốc vừa hết thì đầu đớn từ trước đến nay đâu sẽ xuất hiện lại. Anh ta đâu đến hôn mơ luôn rồi.
Thằng nhóc đó ghét muốn cản đường tao. Mà đúng vậy thì sao? Anh muốn đánh tôi à? Thì khốn, tao phải đánh chết cái thằng thích lối chuyện báo động như mày luôn. Vì tiền mà không tiếp thủ đoạn à? Tán tường lương tẩm, lý nào các anh không sợ hòa báo? Hòa báo? Nếu như thực sự có hòa báo trên đời này thì đã chết hết một nửa rồi. Gió được tao chắc. Gieo nhân nào thì gặp quà đi. Quả báo của các anh chính là tôi. Ui, đi, đó là chuyện gì vậy? Rõ ràng đó ở trong phòng mà tại sao lại có gió? Lại còn có hoa hồng. À, mình biết rồi. Đây chính là ngọn gió của tình yêu. Anh ấy chính là quả báo của mình. Biết tức hoàng không phải là thứ người như các anh có thể có được. Nói đi. Anh ra lệnh cho các anh đã đến phá tôi. Ngày giờ không nổi thì tôi sẽ cho các người biết. Uống nốt bớt cành siêu cây kia. Hòa ra sau lưng các người có người trong lưng. À tôi nói chỉ là ông chủ Lý thừa chúng tôi để phá nát Nhật du thực phủ. Chúng tôi chỉ cần tiền đi làm việc thôi. À thà cho chúng tôi đi. Hóa ra là ông ta Lý Đại Vi đã hắn chết mà lại dùng ba cái thủ đoạn đi hiền này. À ai là Lý Đại Vi? Là đối thủ cạnh tranh của tôi, Lý Đại Vi của Thiên Tình Cẩu Lầu. Mọi người nâng lối là cái tên này rất là quý vị sao trả. Xem ra là nhạc du thực phủ của tôi đã làm ảnh hưởng đến lượng khách của hắn. Hôm nay nhờ các cậu, không ngờ người thường tổng giới thiệu lời lợi hại như thế. Nào có đâu có chứ, tôi cũng không thích cái loại người như thế này. À, tôi lớn hơn cậu vài tuổi, nếu như không phiền cậu có thể gọi tôi là chị An hoặc là chị tiền nhị cũng được. Ờ vì được. Cậu bận rộn cả ngày chắc rồi hả? Chắc hẳn mệt lắm. Tôi nhờ người dẫn cậu đến phòng làm việc của tôi nghỉ một chút, chưa để cái giờ cho tôi xử lý. Ờ được rồi. Anh tổng, đây là món ngày gọi. Ờ được rồi, đặt xuống đi. Tôi muốn nếm thử xem món lên từ Hàn Quốc em đại càng có gì đặc biệt. Em đầy càng chia. Chị có phải là cảm thấy món này có hơi vị rất bình thường, cũng không có gì đặc biệt không? Không sai. Sao em biết chị tính nói gì? Bởi vì mấy cái món này không có mùi hành của em thường có. Đừng có giận. Câu này của em nghĩ hành của em bị người khác động tay rồi. Cái gì không thể nào? Trong nhạc dù thực phủ không có ai có thể dám làm trái lời dặn của chị. Nếu như chị không phiền thì em muốn kiểm tra camera nhà phía sau một chút. Đây. Cái gì? Đủ rồi. Lập tức bắt Dương Điển Phong ném ra ngoài. Thật là khiến cho tôi trở thành kẻ trò cười cho kẻ khác mà. Ôi đây này, các anh làm gì thế? Ui da, Dương Điển Phòng từ ngày hôm nay không còn là người của Nhạc Du Thực Phủ nữa. Tôi sẽ tìm người chịu trách nhiệm thu hồi lại cái căn hộ mua dưới danh nghĩa của Nhạc Du Thực Phủ. Có bây giờ cút được rồi đấy. Anh tổng, tại sao? Tại sao? Trong lòng cậu tự biết đi. Tôi không muốn nhắc thêm một chữ nào về việc cậu đã làm nữa đâu. Lập tức biết đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Đáng ghét, Tiêu Đại Càng đáng ghét. Tôi nhất định sẽ làm cho mày chết không được yên. À, Dương Điển Phòng này làm tôi tức chết mà. Làm tôi không thể nếm được hạnh của em Đại Càng rồi. À đúng rồi, em Đại Càng à, nhà của em không phải là vẫn còn hạnh hay sao? Hay là chị đến thẳng nhà của em nhé? À được, đương nhiên là được rồi. Để chị đi lấy xe, em chờ chị ở cửa đi. Vâng, một lát sau. Wow, lên xe thôi. Em Đại Càng. Ôi chị anh thật là có mắt nha, không ngờ chị lại xíu. Anh lại lấy cái chiếc xe mà ra sát một bát ngầu thật đấy. Em Đại Càng, hóa ra em thích mấy như thế này ư? Chỗ này là nhà em. Chị à, chị ngồi trước đi. Em đi nhà bếp lấy đồ ăn. Ừ.
Mùi hương vị kỳ lạ này, đây chính là hành hoa sao? À làm xong rồi, trứng ốc là sao siêu ngon. Cái gì? Chỉ là trứng ốc là bình thường mà. Không nghĩ tới chỉ là một quả trứng ốc là lại khiến cho mình thèm ăn tới như vậy. Đây. Thật không ngờ, trứng ốc la này lại chưa từng thấy. Đã vậy còn khiến cho tôi nhớ lại ký ức của tuổi thơ. Em à, lấy chất lượng này có bao nhiêu? Chị mua hết, hơn nữa còn lấy giá cao gấp 10 lần trên thị trường. Chị à, do mất giá cao như vậy để thu mua chắc là còn còn thơm vài điều kiện này nhỉ? Em trai đại can thật là thông minh. Không sai, điều kiện của chị là đặc biệt thu mua. Em sau này chỉ có thể bán cho chị. Mà nếu như chất lượng này của hành không đuổi thì chị sẽ còn tiếp tục tăng giá. À, thật ra thì cũng không có gì để nói, chỉ là em còn tính trồng vài thứ gia vị nữa. Em chỉ sợ là chị ăn không mua nổi. Hóa ra em nói chuyện này à? Em yên tâm đi, em cứ việc trồng, loại nào chất lượng tốt như thế nào thì có bao nhiêu chị lấy bao nhiêu. Em đi càng, bây giờ em lấy một chút hành để chị mang về nhà hàng nha. Ở à, đây vài hôm nữa thì chị sẽ câu người ra đến đưa cho em một bản hợp đồng. À được, vậy hợp tác vui vẻ đại can. Dạ chị à, hợp tác vui vẻ. Rất nhanh ăn ước tiền đã mang hành vào nhà hàng. Thực đơn đậu phụ xào hành 200 đồng một phần, thịt dơ nướng 500 đồng một phần. Việc này không ngờ lại nhận được sự phản đối của các quản lý, lại thơm giá các món có hành hoa này quá cao. Không ngờ mong đợi chỉ số vài ngày thôi, việc làm ăn của nhà hàng lại liên tục tụt dốc. Cho đến khi... À Hứa Thiếu à, đây là nhà hàng đắt nhất thành vì Thành Hy, vùng hợp khẩu vị của anh. Một đĩa phốt mà từ 200 đồng à. Có gì ngon chứ? Hồi đó tôi ăn ở nhà hàng mở ở Dubai ấy. Một đĩa về cái tay bì đã là 300 đô rồi. Đây, đây là mỹ vị nhân gian sao? Quá đít cô rút rồi. Wow, bây giờ lập tức tôi muốn mở vô hội cuộc hội cùng bố. Tôi muốn giới thiệu với cả thế giới với cái Rentoni này. Hả? À vâng vâng, tôi sẽ làm ngay. Thôi, thế là nhà phê bình ẩm thực có tính nhất sau khi nắm cái món đậu phụ của nhà hàng bà chủ này miêu tả bản thân như là cái kỳ lạng thang ở trên sa mạc gặp được nước vậy. Ôi, tôi cũng muốn ăn đậu phụ. Ây dồ, người ơi là người, cái tên đầu gỗ nào lại gọi điện vào cho tôi lúc nửa đêm thế này. Ây dồ, xì mong có bắn chích mày hay không? Bấm. Ây dồ, alo, chị ăn sao, sao vậy? À không sao, không sao, em không có phiền đâu, em còn chưa ngủ mà. Em đầy căng, bởi vì hành hương thần kỳ của em mà chúng ta nổi tiếng rồi. Em sớm mai chuẩn bị hành thật nhiều, thật tốt nha. Chị sớm mai sẽ định lấy. Ôi yên tâm đi chị ăn à, trong nhà vẫn còn nhiều mà. À được, cụ thể thế nào thì chờ mai chúng ta gặp rồi nói. À vâng vâng vâng, em hiểu rồi chị ăn. Không còn một cổng hành. Xem ra quán của chị An thật sự rất đắt khách. Mang hết toàn bộ hành có trong nhà đem đi hết rồi. Quan trọng là cái đám của cô ấy còn nói là vài ngày nữa sẽ đi lấy, phải làm sao đây? Mẹ à, yên tâm đi, con định kêu gọi mọi người ở trong thôn cùng trồng. Đi lúc đó thì có sẵn sản lượng không đủ rồi, chuyện không thể chậm trễ. Bây giờ con đi kiếm người thêm đây. Ông Châu Châu, chuyện nói với ông lúc trước đã nghĩ xong chưa? Không cần nghĩ đâu, cứ làm theo cách của cậu đi. Bán gà lần lần cho người ở trong thôn, sau đó thì mua lại với giá thấp, rồi bán với giá cao ra thị trường. Tiền môi giới thì chúng ta chỉ 5 năm. Được ông chủ chủ, thuyết phục được người ở trong thôn rồi, rồi xin nói với ông. À không có gì đâu, cái đống người ngu ngốc đó dễ lừa lắm. Đây là phần bón đã bị điều chế sau khi sử dụng mưa, có thể rút ngắn thời gian thu hoạch á. Bà con dùng phần bón này trồng giúp cháu hành thì cháu sẽ mua lại vì giá cao trên thị trường. Chỉ còn chúng ta hợp tác thì mọi người sẽ vớt lên rất là nhanh. Tôi còn nói vì sao lại không tìm thấy người nào hoa ra đều ở chỗ này à? Tiêu Đề Càng, tôi cảm thấy cậu đã giúp tôi tụ tập người lại rồi. Chú Bác Bì, ông lại muốn làm cái gì? Đương nhiên là làm chuyện trưởng thôn nên làm rồi, dẫn dắt mọi người cùng nhau làm giàu rồi.
tôi chuẩn bị tụ tập mọi người cùng nuôi gà lung lưng. Chưa bao bì à? Giá mà ông gì thì đi. Cậu nói bản thân là trưởng thôn sao? Hả? Cậu có ý gì? Theo tôi được biết thì chức trưởng thôn của ông là tự phong thì phải. Người ở trong thôn đâu có đồng ý cho ông làm trưởng thôn. Hả? Sạp sòng lùng, tôi... Ông dám không nhận à? Vậy tôi gọi điện thoại kêu toàn bộ người trong thôn ra kiểm tra chút nha. Cái gì? Chức trưởng thôn của chú Bác Bì là tự phong ư? Chú Bác Bì này, ông muốn làm cái gì? Ui, chú Bác Bì lại dám làm như vậy sao? Tôi lần này đến khiến cho cả thôn dầu lên mà. Chuyện tôi làm trưởng thôn là chuyện sớm muộn thôi. Ờ, vậy chúng ta cá cược đi. Xem rốt cuộc là ai mới là người làm giàu cho thôn này. Người thắng thì mới có thể làm trưởng thôn. Ông dám không? Được, phải thêm một điều kiện. Tiêu đại căn, người thua phải cút khỏi thôn Đại Trạch sau này, không được xuất hiện nữa. Lần này tao muốn cho mày chết. Được, vậy để cho mọi người cùng chứng cho chúng ta. Nếu như mọi người không có gì đòi hỏi thì muốn cùng tôi trồng hành thì ngày mai tập hợp ở núi Ngô Đầu. Trên rồi. Hỡi các vị thượng thần, cái tên mà gà lông lần này hẳn là các vị đều đã từng nghe qua. Tôi cũng nhờ vào việc buôn bán gà lông lần này mà tráng lập nghiệp, từng bước đi đến ngày hôm nay. Mà nếu như các vị có muốn giống như tôi, ở nhà giàu cưới vợ đẹp bố sống sung sướng, thì đây chắc chắn là cơ hội các vị không thể bỏ lỡ. Nếu như đồng ý thì cùng tôi nuôi gà lùng lợn, muốn đi lên đỉnh cao của cuộc đời. 9 giờ sáng mai tôi chờ các vị ở đây. Phần 4M hợp đồng S. À, chào buổi sáng bác Phúc Thiếm Lục. Đây căn, đây là phần 4 đặc biệt, chúng ta chờ những người khác đến rồi sẽ chia nhé. À, Thiếm nghỉ chỗ đấy. Đây căn, bác Lục, ta dù ở trong thôn làm người thẳng thắn, công bằng không thiên vị, rất tôn trọng những người học đại học trong thôn như tiểu căn đây. Huy bác không đến trợ chứ? Trễ thì không trễ, bác nghỉ ngơi một chút đi, chung chỗ con đang đợi những người khác nữa. Ây da, đại căn à, đừng có đợi nữa. Ngồi trong thôn trừ chúng ta ra thì đâu như đã chạy tới chỗ chú Bác Bì rồi. Hả? Cái đám ngu ngốc này, vậy mà con dám tin rằng cái thằng nhái chú Bác Bì đó có thể giúp họ vất lên ư? Lúc nãy tôi đã đi qua, vừa hay nghe thấy bọn họ đang bàn tán. Chú Bác Bì, nó chính là dựa vào gà lông lân này mà vất lên. Nuôi gà lông lân thì nhất định sẽ tốt hơn trồng cái đống hành của cậu. Đại căn, đừng có quan tâm mấy người này. Đợi bọn họ bị chú Bác Bì lừa xong thì sẽ quay lại cầu cứu cậu thôi. Giờ có biết rồi bác Phúc. Đống phân bón này chúng ta chia ra thôi. Làm xong thì cô sẽ chỉ mọi người cách sử dụng. Ở đây còn có vài phần hợp đồng, các bác cứ thử xem. Có cái tên phá hủy chú Bác Bì ở đây làm loạn thì hy vọng giúp cho toàn bộ người ở trong thôn làm giàu vẫn còn xa quá. Cụ Mai Hy, tứ đại cân đậu tam căn bì. Alo chị An hả? Em đại căn, hôm nay có thời gian ăn cơm cùng với người ta hay không đi? Chị An, cho lẽ bây giờ còn chưa dậy sao? Ở đây không giống phong cách của người phụ nữ thành đạt như chị đâu nhỉ? Còn không phải là vì em hay sao? Việc làm ăn gần đây cố nhạc thực phủ tốt đi quá đi mà. Tối hôm qua thì bận đến nửa đêm sùng thì em còn chưa trở hết lời chị đấy. Hôm nay có rảnh đi ăn cơm chung không? Chị An đã mời thì đương nhiên là rảnh rồi. À được, vậy thì chị nhờ em ở, chờ em ở nhạc du thực phủ. À được rồi chị An, lấy nữa gặp. Đây càng lên xe đi. Hả? Chị à, chúng ta không phải là ăn ở đây sao? Ừ, hôm nay chị dẫn em đi ăn một món đặc biệt. Món đặc biệt ơi, đi rồi biết ngay. Nhiều người quá. Thiên tiên tiểu lậu. Chị An à, đây có phải là tiên tiểu lậu mà cái đám người kia hay nhắc tới không? Đúng vậy, lần trước chính là chỗ này sai người tới pha đám. Không ngờ thiên tiên tiểu lậu lại làm ăn tốt tới như thế này. Món đặc biệt ở chỗ này khá là nổi tiếng đấy. Khách tu tiên đã đặt trước rồi. Vâng. Mời bên này. Đi. Sao gì em đầy căng? Bị do rồi hả? Em không nghĩ đến những loài động vật này lại có thể làm món ăn. Mà mấy người này đã có gan lớn thật đi. Không sợ độc chết thì sao?
Đồ ngốc này, cái đống này đều đã được xử lý cẩn thận rồi. Không nói không để ý cái tên Lý Đại Vi này, quả thực là một người có đầu óc lẫn cách làm ăn. Lơ Vi và đọc viết sao? Cảm thấy đống độc vật này trông rất ngon. Chắc là bị cho sợ rồi. Em đầy càng à, phải ăn lúc còn nóng nóng. Không phải là em sợ rồi đi chứ? Sợ có thể chứ? Em không nhìn nó đâu. Ôi da, ngon quá. Thật là quá ngon mà. Ngồi giòn trong mồm. Béo ngậy. Béo nhưng mà không ngậy. Trong còn khát nước vô ra trong miệng. Hình như thấy cả cuộc đời của con rít trải qua trước mắt vậy. Mình vậy mà lại thấy cái đống đồ độc này ngon tới như vậy không? Quỳ quá tên là thần kỳ rồi. Ý à, chị ăn à? Sao chị lại không ăn? À, tôi uống canh rắn là được rồi. Thật ra cái đống sầu trước mắt này tôi không dám ăn. Vốn là muốn chọc cô ấy, không ngờ cô ấy lại gan tới như vậy. Ngược lại còn biến mình thành em gái nhỏ nữa chứ. Ai, nhiều món ăn như vậy không thể lãng phí được. Vậy thì tôi thả gà nhé. Ây dạ, thịt của con nhện thú này quá tươi rồi đi. Wow, nước của con nhện được này đúng là nghi nghiện mà. À, no quá. Sorry, có ngon lắm không? Nếu như thêm những gia vị kia vào của cậu thì tôi dám cá là cái đống đồ này sẽ trở thành tuyệt phẩm nhân gian. Em đề căng à? Chị nghe nói em cũng nuôi những động vật này. Nếu như chúng ta bắt tay, nhớ định có thể đánh sập Thiên Tinh Tẩu Lầu. Chị à, hóa ra đã nghĩ tới chuyện này ư? Nhưng mà e rằng khó đấy. Hả? Cái gì? Không giấu gì chị. Lý do cái đống hành đặc biệt của em ngon là vì em dùng phân của bọn đặc biệt này để trồng. Một trong những thành phần của phần 4 đó là phần và xác của động vật. Em trước mắt thì đang nghĩ cách tăng sản lượng của loại phân đặc biệt này, nên mới biến động vật thành nguyên liệu nấu ăn, giống như là giết gà để lấy trứng vậy. À gì sao? Chị An, chị có thể mua cái đống nguyên liệu này ở trong chợ tươi sống trên đường Thủy Trúc mà. Không được, chợ đó Lý Đại Vĩ bao rồi. Tất cả những động vật ở trong đó đều được thì sẽ được bán cho Thiên Tinh Tẩu Lầu của ông ta. Nếu không thì hậu quả sẽ rất thảm. Cái gì? Sao lại ngang ngược như vậy chứ? Lẽ nào không ai dám trì ông ta ư? Không rõ, chỉ biết là thế lực của ông ta rất mạnh. Nếu như tôi không phải là cũng có chút chiêu trò thì đã sớm bị ông ta ăn đến xương cũng không còn rồi. Chị à, cứ yên tâm đi. Tuy em không hiểu về chuyện làm ăn giống như chị, nhưng nếu như có chuyện gì thì chỉ cần mở miệng thôi, em chắc chắn sẽ không tiếc thân mình giúp đỡ chị. Được thôi, ăn uống vui thời đấy, chúng ta đợi một chút rồi ra ngoài đi dạo ra tiêu cơm. À vâng, nhưng mà em vào nhà vệ sinh một chút đã ha. Tôi sẽ trở lại ngay. À, xin lỗi tôi. Ừ? Thằng nhóc, đi không nhìn đường hả? Buồn tày, không phải là tôi đã xin lỗi rồi sao? Chuyện gì vậy? Không phải là anh Tiên Tử đi sao? Sao hôm nay lại rảnh rỗi trường mặt đến Tiên Tử Lầu của tôi ăn cơm thế? Ông chủ Lý, không phải cũng đã để cho thuộc hạ để chăm sóc việc buôn bán của Nhạc Du Thực tôi sao? Cho nên giống như tôi thì cũng để chăm sóc việc làm ăn của ông chủ Lý thôi. Không phải là quên bó tay ra sao? Ấy do đề căng. À đề căng, em không sao chứ? À không sao, em về dỗ anh ta một chút thôi. Xem này, bà chú An không phải là tính đến giẫm nát chỗ này đi chứ? Nhóc con, câu lại. Nếu như ông đã thành tâm muốn biết rồi, vậy thì tôi sẽ ban phát từ bi trả lời. Tôi là trước là trại trưởng trại nuôi gà đẹp trai nhất thôn Đại Trạch, thạc sĩ y học người nắm rõ các loài động vật, sơn chủ núi Ngưu Đầu, người hộ vệ của thôn Đại Trạch, bạn tốt của Nhạc Du Thực phụ, hồ vợ bền, người có ăn ức thiền, thiền tài tiên y sư trì thường câu người trư gian diệt ác, Lô Đại Căn. Đẹp trai miễn bàn cái. Hả? Ây dòm chủ Lý à, tôi đã nói với ông rồi, hiện tại tôi báo cờ Nhạc Du Thực phụ rồi. Nếu giờ ông còn dám sai người đâm lầm loạn thì đừng trách tôi không khách khí. Câu lâm quá tình đi. An tức tiền. Cái tên người hầu của cô đi như thế, không sợ có nghị cậu ta đầu tử dưới đường à? Cô ấy không phải là người hầu của tôi,
Cối là em trai của tụi. Ông chủ Lý đương nhiên là phải làm quen với em trai tôi rồi. Ông chủ bình tĩnh đi. Chỗ đây đông người, nhiều miệng khó xử lý lắm. Hóa ra là em trai ba chú An à. Vậy thì coi như bỏ qua lần này đi. Nhưng mà cô còn phải về kỹ cậu ta, không để cho cậu ta sau này vì sao lại chết không biết đấy. Ông chú Lý quả nhiên rộng lượng. Vậy thì chúng tôi đi trước đi. À ngủ, vừa rồi cậu muốn nói cái gì? Vừa rồi lúc cậu ta đấm tôi một cái, tôi cảm thấy luồng khí dày đặc không rõ. Ông chủ, ông cũng biết mà, tôi theo người ấy luyện tập cũng đã 2 năm rưỡi rồi. Hiện tại Thích Ca múa ấy lộn à, đã có được khí cảm cho nên. Cho nên cậu nghi ngờ cậu ta là người học võ. Vâng, cẩn thận một chút cũng tốt. Đợi ngày ấy quay trở lại, rồi tôi vượt cậu ta cũng không muộn. Nhưng mà phải điều tra tỉ mỉ cái tên Tiêu Đề Càng này trước. Nếu như có chỗ chống lực thì mặc cho dù là võ giả thì cậu thầm vài người xử lý cậu ta là xong ý mà. À Tiêu Đề Càng, các ngài vừa nhắc tới Tiêu Đề Càng. À xem ra bộ dáng của cậu chắc là biết cái tên Tiêu Đề Càng này nhỉ. À đâu chỉ biết chưa, tên khốn này đã hại tôi mất cả nhà cửa, còn nữa thêm một khoản nợ chết tiệt. Vậy cậu nói cho tôi biết cái tên điệu Tiêu Đề Càng này rốt cuộc lấy đến từ đâu. À đây thì được, nhưng mà tôi muốn ông chủ Lý đồng ý một yêu cầu của tôi. Em Đề Càng, sau này nhớ để ý kỹ một chút, chỉ xử lý đại vì sẽ lén lút xử lý cậu. Chị An yên tâm, cách trăm tư như thế này cũng không phải là đối thủ của tôi. Chị à, bây giờ chúng ta đi đâu? Chúng ta chờ đây một chút, hôm nay chị muốn cho em một bất ngờ. Bất ngờ đến rồi. Úi, thì đây là a tổng, đây là xe ngày cậu tôi đi lấy. À, lát nữa cô lấy xe của tôi lái về đi. Ok, đây là quà chị tặng em, sao không thích không? Cái gì? Ui, không được không được, chị An à, như vậy thì quá đắt rồi. Không đắt chút nào đâu, vì em nhạc vô thực phủ mới gặt hái nhiều thứ như hôm nay. Chiếc xe này là quà cảm ơn chị dành cho em đấy. Em cứ yên tâm mà nhận lấy đi. Cảm ơn chị nha. Vậy mới đúng chứ. Đi, chúng ta lấy thử xe mới của em nào. À được, chị em muốn đi đâu? Đi shopping thôi.